Tú, escúchame ya. Đi kem này mình tô kem màu sữa, màu cam sữa nha. Quả bánh quất mình tô màu tím, những chiếc kẹo này mình sẽ tô với nhiều màu sắc nha. Những chiếc kẹo giống như kẹo sô cô la ấy bạn, kẹo cà phê á, mình tô màu nâu. Họa tiết trên trước cái cốc cà sữa này mình tô màu vàng. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha. Ni kem tan chảy này thì mình tô màu đỏ giống như vị dâu các bạn. Các bạn ơi, vậy là chỉ mới 7 phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn là cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.